Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Pháp lý Dohiko. Mình là Tơ, chuyên viên kế toán của công ty Dohiko. Công ty Dohiko của mình chuyên về các dịch vụ như là dịch vụ kế toán, thành lập công ty, thành lập chi nhánh, thay đổi giấy phép và các dịch vụ khác. Như mọi người đã biết thì ngày 28 tháng 1 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022 Nghị định Chính phủ quy định giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% áp dụng cho một số hàng hóa dịch vụ. Nghị định này áp dụng từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đã làm cho nhiều kế toán gặp phải khó khăn khi những hợp đồng thực hiện trước đó chưa xuất hóa đơn, thì sau ngày 1 tháng 2 năm 2022 sẽ xuất hóa đơn 8% 20%, và xuất như vậy có bị xem là xuất sai thời điểm hay không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề này nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thời điểm xuất hóa đơn. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 16 của thông tư 39, quy định cụ thể về thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng cụ thể như sau. Đối với hoạt động bán hàng, thông tư số 39 quy định ngày lập hóa đơn bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt là đã thu được tiền hay là chưa thu được tiền. Đối với trường hợp giao hàng nhiều lần thì mỗi lần giao hàng đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa được giao tương ứng. Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn sẽ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay là chưa thu được tiền. Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thì ngày lập hóa đơn thực hiện chậm nhất là không quá 7 ngày kế tiếp kể từ ngày ghi số điện, số nước tiêu thụ trên đồng hồ điện hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa dịch vụ cung cấp, căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua. Đối với xây dựng lắp đặt thì ngày lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng lắp đặt hoàn thành, không phân biệt là đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Lưu ý trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa dịch vụ được giao tương ứng. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ, thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền. Đối với ngành xăng dầu, trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức cá nhân kinh doanh, cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán thì ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bản kê hoặc là chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Như vậy còn tùy thuộc vào nội dung hợp đồng công ty bạn mà xác định xem việc xuất hóa đơn có sai thời điểm hay không. Còn việc hợp đồng ký trước ngày 1 tháng 2 năm 2022 nhưng hóa đơn xuất sau ngày 1 tháng 2 năm 2022 sẽ không được giảm thuế 8% theo Nghị định 15. Vì vậy mọi người lưu ý xuất hóa đơn cho đúng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem mức phạt đối với việc xuất hóa đơn sai thời điểm là bao nhiêu nha. Mức phạt thứ nhất là phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây: lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp thứ hai là lập hóa đơn liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển, tức là dùng quyển có số thứ tự lớn hơn và chưa dùng quyển có số thứ tự nhỏ hơn. Và tổ chức cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy các quyển hóa đơn có số thứ tự nhỏ hơn. Trường hợp thứ ba là lập sai hóa đơn theo quy định, đã giao cho người mua hoặc là đã kê khai thuế, bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan thuế có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế. Mức phạt thứ hai là phạt từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; không lập hóa đơn đối với các hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, hàng hóa dịch vụ dùng để cho, biếu tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất. Mức phạt thứ ba là phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế, trừ trường hợp quy định tại điểm A khoản 1 của điều này.
Mức phạt thứ tư là phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: lập hóa đơn không đúng thời điểm quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại điểm A khoản 1 khoản 3 của điều này. Trường hợp thứ hai là lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định, trừ trường hợp phạt cảnh cáo theo điểm B khoản 1. Trường hợp thứ ba là lập hóa đơn ghi ngày hóa đơn trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế. Thứ tư là lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế, trừ trường hợp thì phạt cảnh cáo tại điểm C khoản 1. Lập hóa đơn điện tử khi chưa có thông báo chấp thuận của cơ quan thuế hoặc trước ngày cơ quan thuế chấp nhận việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế. Lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp lập hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày thông báo tạm ngừng kinh doanh. Lập hóa đơn điện tử từ máy tính tiền không có kết nối truyền dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Mức phạt thứ 5 là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người mua theo quy định, trừ hành vi quy định tại điểm B khoản 2. Mức phạt thứ 6 là biện pháp khắc phục hậu quả, buộc lập hóa đơn theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 4, khoản 5 điều này khi người mua có yêu cầu. Tóm lại, việc thực hiện hợp đồng ký trước ngày 1 tháng 2 năm 2022 nhưng hóa đơn xuất sau ngày này thì sẽ không được giảm thuế giá trị gia tăng 8%. Vì vậy, mọi người lưu ý trường hợp này để xuất hóa đơn cho đúng nhé. Nếu ta thích video này, hãy bấm like và share cho nhiều người biết đến. Và đừng quên bấm đăng ký kênh Pháp Lý Dovico để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.